Nghẹn ngào, người thân, đồng đội và người dân xếp hàng dài tiễn biệt ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Vào sáng nay, ngày 5 tháng 8, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể tang lễ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân, nhằm thể hiện sự tri ân và ghi nhận công ơn đối với ba chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy. Theo ghi nhận tại nhà tang lễ Bệnh viện 198, từ 7 giờ sáng đã có rất đông người thân, bạn bè và đồng nghiệp có mặt tại đây để tổ chức lễ khâm liệm cho ba liệt sĩ, Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc và đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Cùng với đó, hàng trăm chiến sĩ và học viên của Học viện An ninh Nhân dân đã xuống đứng dưới đường Nguyễn Trãi để tiễn biệt ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy về với đất mẹ, khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Hình ảnh các học viên đứng bên đường, nghiêm trang tiễn biệt người chiến sĩ anh dũng đã chạm đến trái tim của nhiều người. Đó không chỉ là lời chào từ biệt, mà còn như một lời hứa, sẽ tiếp bước các anh thực hiện tiếp sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân và đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé!